là quay tầm nhìn của camera cắt cho bạn xi băng bắt hai đó nơi gặp gỡ đất trời đây, chúng ta đang lên cái nóc nhà của Đinh Dư Đông Dương. Ôi dồi cao quá. Xong còn đi bộ lên trên kia nữa mà. Quay cả. Cái gà nhỏ nhỉ. Nhỏ mà. Con
Có biên lên, có biên xuống đúng người đâu đúng không? Bây giờ đã đến giờ xuống đâu, là mới lên mà. Rất nhiều thông này. Như cắt tỉa ấy nhỉ? Thông hay là cái gì đó? Không biết cây gì mà nhìn như người ta cắt tỉa. Quay đằng sau cũng đẹp. Tới chưa lên nhỉ? Còn tời lên nữa hả? Lên mây ở đằng sau kia thì mày ăn nước. Pháp cả nhà để quay cả trên mây cả. Lên đây nó đi tốc độ nha. Qua nhà ga này thì còn lên 600 m.